Xin chào cả nhà. Thì được trong video thứ 10 này, Hiệp sẽ chia sẻ cho mọi người cái kiến thức để mình làm phân biệt giữa cái cơ chế của thuốc tây, đặt thuốc tây và đặt các cái đặt phụ khang, thì làm sao mà mình có thể biết được là cái cơ chế nó hoạt động như nào để mình có thể tin tưởng và sử dụng và chọn cho mình cái biện pháp phù hợp nhé. Đối với việc mà khi mà mình đặt thuốc tây ấy, thì cái cơ chế của nó là diệt khuẩn, diệt nấm tại chỗ. Thế nên là nó có thường có tác dụng nhanh và tác dụng nhanh ngay tại thời điểm đặt thuốc ấy. Thế nhưng mà khi mà mình mà hết thuốc thì nó sẽ có khả năng bị tái lại, vì là cái bản chất của thuốc tây ấy, nó chỉ điều trị được phần ngọn thôi, nó không giải quyết được dứt điểm, vì nó không về bản chất là nó không đẩy được màng viêm khí hư ra ngoài, thì nó không bao giờ mà nó vẫn còn cái nguyên nhân mà gây ra bệnh ấy, mầm bệnh ấy, thì sẽ không bao giờ nó điều trị dứt điểm được. Thì thuốc tây nó chỉ là cái biện pháp tạm thời mà khi mọi người có thể khỏi khi mà nó đang còn ở giai đoạn rất là nhẹ, thì mình có thể đặt thuốc tây và có thể khỏi, nhưng mà nó vẫn có khả năng bị tái lại. Còn đối với cái sản phẩm đông y thì cái cơ chế của thuốc về cái kén đặt của thuốc phụ đông y ấy, thì chính là nó hút đẩy các cái mảng viêm. Nó phải khi mà kén đặt nó được đặt vào âm đạo ấy, thì nó sẽ có tác dụng, nó sẽ ngấm thuốc, nó sẽ ngấm dần này, nó làm bong chân nấm, làm bong màng viêm, và nó màng viêm và chân nấm sẽ bám vào cái kén đặt và được đưa ra ngoài đấy. Thì cái việc mình đặt cái kén đặt ấy thì nó dần dần nó sẽ lượng khí hư nó sẽ giảm dần và giảm hôi và ngứa đấy. Thì và khi mà cái khí hư nó được đào thải, khí hư và chất bẩn ấy, xác vi khuẩn và tinh trùng thì trong đạo được đào thải hết ra ngoài, thì đến cái giai đoạn 2 ấy, là giai đoạn mà niêm mạc nó được tái tạo và làm lành. Đấy, khi mà trong cái quá trình mà đặt thuốc thì niêm mạc nó mỏng, nó cơ chế hút đẩy viêm niêm mạc nó mỏng ấy, thì sau đấy thì cái thời gian theo như mình ngưng thuốc khoảng tầm 20 ngày là cái thời gian mà niêm mạc được tái tạo đấy. Thì niêm mạc được tái tạo nhá, thì khi mà bạn sử dụng cái kén đặt của thuốc phụ khang, thì các bạn sẽ thấy là cái ngay từ kén thứ ba thứ tư gì đấy thì nó đã có hiện tượng là khó đạt hơn. Vì vì sao khi mà đặt thuốc ấy thì nó có tác dụng là xe kích âm đạo, thế nên là các bạn mới thấy cái tình trạng là cái âm đạo nó khó đạt so với các kén trước nhá. Thế nhưng mà đấy là một điều tốt mà, đúng không ạ? Nó cải thiện rất là nhiều, cũng cái sinh hoạt vợ chồng nó vừa làm hồng vừa làm chít, nó cải thiện cái đời sống sinh hoạt vợ chồng nhá. Đấy, thì đấy là cái đó là sự khác nhau giữa cái cơ chế hoạt động của thuốc tây và cái thuốc đông y, cái đặt ở đông y nhá. Thế thì vì thế là chính vì cái mà cái đặt đông y nó đưa được cái toàn bộ các cái chất bẩn và tồn đọng trong đạo ra ngoài, và niêm mạc được làm lành như vậy, thì nó mới giải quyết được triệt để cái vấn đề mà viêm nhiễm phụ khoa. Nó điều trị tận gốc luôn. Nên nếu như mà mình biết cách, sau khi mình khỏi mình đặt, cứ sau mỗi chu kỳ kinh mình đặt một hai cái đặt cho nó sạch sẽ, thì sẽ không bao giờ lo lắng về cái việc mà mình bị tái lại cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa nữa nhé. Đấy, thì cái hôm nay Hiệp đã chia sẻ cho mọi người cái cơ chế hoạt động của hai cái loại thuốc đông y và tây y. Thì như thế thì các bạn cũng đã biết là vì sao mà thuốc đông y nó lại có hiệu quả bền vững và lâu dài và ít tác dụng phụ rồi, đúng không ạ? Đấy, thì cái vì sao mà Hiệp khuyên mọi người nên sử dụng khi mà sử dụng cái thuốc đông y ấy, thì nó đào thải và nó có tác dụng lâu dài như vậy, thì mình vừa không tốn kém chi phí này, mình vừa điều trị được dứt điểm này, thì đấy là quả là một điều mà mình đáng là lưu ý, đúng không ạ? Đấy, thì hôm nay đã chia sẻ cho mọi người cái cách phân biệt cái và nhận cái sự khác nhau giữa thuốc tây và thuốc đặt đông y.
Thì hy vọng rằng là mọi người sau cái chia sẻ lần này thì mọi người đã có cái nhìn nhận đúng đắn hơn và lựa chọn cho mình được cái biện pháp phù hợp để mình điều trị cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Nếu như mà các bạn còn có những cái câu hỏi như thế nào và cần băn khoăn và cần giải thích thêm và tư vấn thêm thì các bạn có thể comment xuống đường link bên dưới và truy cập vào trang fanpage Phụ khoa Hoàng Nguyễn nhé. Hiệp sẽ rất vui để được chia sẻ thêm kiến thức cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.